không lãng mạn. Không luôn. Không luôn. Không lãng mạn vậy là phải có lãng xẹt. Đúng rồi. Đúng không? Cầu hôn lãng xẹt lắm. Đâu kể đi. Như nào nào? Cầu hôn sao? Hôm đó là thanh niên này qua ăn phòng em, khi đó là tụi em chuẩn bị đi chơi hay sao ấy. Xong thì em đang ngồi đánh son đánh phấn gì đấy. Cái tay em thấy vòng cái nhẫn qua trước mặt ấy, ngồi phía sau vòng ra trước mặt. Khi đó em mới ngạc nhiên. Khi đó là cũng đã tính để cưới rồi. Cưới rồi mới cầu hôn ấy. Rồi em quay lại thì ông đeo vào mà chị biết không? Nhẫn rộng không có vừa ngõ nào hết á. Trời đất ơi. Vừa mới cái nhẫn rồi hả? Ủa sao vậy Dũng? Chưa có kinh nghiệm anh ạ. Ông đợi có kinh nghiệm là mới cầu hôn. Ý là tặng quà, tặng nhẫn ấy mà. Chưa tặng. Thì phải tặng trước mẫu đi. Để lấy size trước đã. Đó. Nhưng mà mẹ mới nhìn thấy hai vợ chồng này có gương mặt giống giống nhau không? Có anh. Giống rất nhau là tươi. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ mời hai bạn giới thiệu về bản thân nha. Chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em tên là Trần Anh Dũng, hiện đang công tác tại Đại đội 1 tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Pháo binh 434 quân đoàn 4. Chào Dũng. Dũng là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi, 27. Quê Dũng là ở đâu? Dạ em quê em ở Lâm Đồng. Hai vợ chồng hiện đang ở đâu? Dạ, đang thuê trọ cũng gần đây bên khu trung tâm hành chính. Cách đây 6 cây số. Lâm em. Em chào anh Quốc Hội, chị Thanh Vân. Em là Nguyễn Lê, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em công tác làm việc ở Dĩ An ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Vậy Lệ và Dũng bằng tuổi nhau. Thế làm sao mà hai bạn chuột xinh đẹp này lại được gặp được nhau thế? Cô làm là đúng chuột luôn. Dạ, hai bạn chuột đó. Em với cả Lệ và vợ em đều có một người bạn chung là lái xe ở đơn vị em. Bạn đều lấy vợ và nhờ em là ra giúp, vừa mời dự tiệc và vừa giúp là sắp xếp chỗ ngồi. Thì mình ra mình xếp chỗ xong xuôi rồi thì mình vào ngồi, thì bàn này là bạn chú rể thì ngồi chung bàn chú rể. Nhân duyên qua một đám cưới khác. Dạ vâng, cũng tuổi chuột. Cũng tuổi chuột. Trời ơi. Mà lúc đó là em thấy cô gái này em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì thấy nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ạ. Còn đấy mặc váy màu xanh nước biển nữa mà nhẹ nhàng. Thế còn em thì sao, em nhìn thấy bạn Dũng là em có bị tiếng sét luôn không? Chưa đó chị. Chưa luôn. Lần đầu gặp em thấy bình thường á. Ý là cũng không ấn tượng gì hết. Ngồi chung bàn rồi ngồi ăn uống nói chuyện với nhau bình thường đấy thôi. Bàn của chồng em ấy. Xin số, tức là chắc là xin dùm á. Xin dùm. Dạ đúng rồi, tại anh có vợ rồi mà. Đấy là anh Hiệp, anh Hiệp ở cùng đơn vị thôi. Xin số để mời vào các bạn vào tập văn nghệ của đơn vị. Nhưng mà lúc đó em nhìn thấy Dũng á, em có ấn tượng gì về cái ngoại hình của Dũng không? Không đâu. Trai mà. Trai chỉ em thôi. Trời ơi, người nhìn gầy gầy trẻ trẻ mà gu của em thì không phải là tầm tuổi hay là trẻ hơn đâu. Nên là gu của em là có tóc hay không có tóc. Có tóc như này. Trời ơi, tôi bẻ lái à. Bẻ cua gắt lắm. Thì bao lâu thì là hai vợ chồng lại có một cái điều kiện để mà gặp lại nhau. Sau khi đám cưới xong thì em có mời Lệ và các bạn vào cùng đơn vị luôn để tham quan đơn vị. Đấy là cũng ngày nghỉ mời về đây đúng không? Vâng. Vào nói chuyện, làm quen và cũng ngỏ lời là muốn các bạn vào đây thường xuyên hơn để cùng giao lưu giữa đơn vị và các bạn thì có nhiều cơ hội để gặp gỡ hơn. Nhưng mà sau đấy thì cũng không có dịp, khoảng 2 tuần sau thì gặp lại. Hẹn đi uống nước. 2 tuần sau là chàng hẹn nàng đi uống nước. Thế còn cô gái này là chưa có cảm xúc gì. Cái lần thứ hai mà em tới đây luôn, tới đơn vị của Dũng luôn và nhìn thấy Dũng trong một cái quân phục như thế này, em cũng không có một ấn tượng gì về anh quân nhân Trần Anh Dũng nè. Lần thứ hai là hồi đó là yêu rồi mới vào á. Hồi nãy Dũng có nói mà cái lần thứ hai không gặp, đấy là gặp là đưa vào đây luôn, là gặp là trong lần đầu tiên luôn. Tại vì trong đầu tiên là mời vào đây luôn. Đúng rồi đó. Đúng rồi, lúc đấy là cả nhóm bạn là mời chung vào đây luôn. Thăm đơn vị thôi. Cái lần đó với lần thứ hai là cách nhau bao lâu? Lâu lắm ấy, cũng khoảng cỡ 5-6 tháng đấy. Lúc đi uống nước đó có gì xảy ra không? Cái hôm đó là Dũng mới ở trên nhà xuống, mới nghỉ phép xuống hay sao ấy. Mặc một cái bộ đồ, nhìn bộ đồ thể thao thôi. Nên em nhìn thấy kiểu trẻ trẻ hơi trẩu trẩu ấy, nên là em cũng không... Trẻ trâu. Trẩu trẩu đó. Nên là em cũng chưa ấn tượng đâu. Nhưng mà Dũng thì sao? Thì em thấy là bình thường mình mặc quân phục suốt rồi, nghiêm túc suốt rồi. Mình ra ngoài mình muốn mặc cái gì cho nó thoải mái một chút. Đúng rồi. Không, nhưng mà em có để ý cô này chưa lúc đó? Dạ có chứ ạ. Đó. Thích thì mới hẹn đi uống nước cho anh. Hẹn là
nói chuyện, uống nước. Cứ cầm bao nhiêu lâu thì nàng mới siêu lòng nào? Cũng phải 2 tháng hơn. Rất là điều độ, cứ 2 tuần ta đi uống nước một lần. Tuần em trực thì em không ra ngoài, tuần em không trực thì mới ra thôi. Còn lại thì cái tần suất mà nhắn tin nói chuyện thì nó phải thường xuyên. 2 tháng là em rất nhận lắm. Dạ đúng rồi. Sao hồi đó dễ thì không biết em chẳng biết. Nhưng mà cách đây bao nhiêu năm? Nó phải có một cái điều cách đây bao nhiêu năm? Hồi 2 năm. Ở mới đây 3 năm. Cái điều gì ở ảnh mà khiến cho em có một cái sự cái suy nghĩ là em đồng ý là bạn gái của anh? Thì hình như là càng quen thì thấy càng đẹp trai hơn thôi. Chắc là chưa dần dần lâu. Đúng rồi. Thế chị bạn kết hôn lâu chưa? Em và em kết hôn hồi tháng 10 năm vừa rồi. À, ta mới kết hôn được có nửa năm. Dạ vâng. Trước khi kết hôn á là lại có bao giờ suy nghĩ rằng là mình sẽ quen với một anh quân nhân, sau này sẽ là vợ của anh quân nhân không? Em cũng không nghĩ, nhưng mà gia đình em thì cũng làm quân nhân nhiều. Nên là cái chuyện mà quen biết quân nhân hay không thì em thấy cũng bình thường. Các bạn là quen nhau bao lâu thì mới cưới? 2 năm anh. Dạ. Tập 2 năm. 2 năm. Dạ. Wow. 2 năm. Sau 2 năm mới sao quen lâu vậy? Thì mà lâu anh. Đó cũng hợp lý. Em có nhớ cặp vợ chồng siêu tóc của em không? Chia tay một lần rồi xong rồi. Rồi đã kịp chia tay một lần rồi. Đó. Dạ đúng rồi. Ô, chia tay như nào đấy? Lần đấy là chia tay vào đợt dịch. Trong sao đang dịch mà lại chia tay? Thanh niên này giờ chứng em chả biết. Chắc là bị nhốt lâu quá rồi. Cách ly thời gian dài. Thế là cáu quá. Không phải là cáu đâu, đấy nó cũng hơi căng thẳng. Mình thì ở trong này nhưng mà cũng muốn quan tâm người yêu nhiều hơn, nhưng mà cái điều kiện nó không cho phép. Hai nữa là cũng hơi căng thẳng. Căng thẳng dịch. Vâng, căng thẳng vì giấy đăng ký đi chống dịch mấy lần thì đều không đi được. Tại sao lại không đi được? Đơn vị cũng thi thoảng cũng có 1-2 đồng chí là cũng bị mắc, mà tìm nguyên nhân thì lại không có mà. Mình lại tiếp xúc với các đồng chí nên bị cách ly, cứ liên tục cách ly. Cứ lần nào đăng ký chuẩn bị xách ba lô lên để đi rồi nhưng mà lại không đi được nữa. Nên cũng hơi căng thẳng. Nhưng mà cái giai đoạn đó là bao lâu em không gặp bạn này? 5 tháng. 5 tháng không gặp nhau. Trong suốt thời gian cách ly khoảng 5-6 tháng gì đấy. Thế có chia sẻ với Lệ là lý do vì sao và những cái điều căng thẳng mà mình đang gặp phải không? Đó. Dạ, cũng không có nói mấy đến cái đó. Cho nên chắc chắn là sẽ có trách. Sẽ trách, đúng rồi. Đó. Thì em cũng có cách là không quan tâm này nó. Nghe hoài cái câu đó bởi vì bực đúng không? Anh ấy đang phải đối diện với sinh tử mỗi ngày mà lại còn phải nghe lời trách móc nữa. Anh không quan tâm em, anh không cho em. Anh không quan tâm em mà cứ nói hoài suốt 5 tháng. Thế quá. Để làm thế nào để hai người có thể làm lành và hàn gắn được cái quãng thời gian đó? Hết giãn cách, bắt đầu được ra ngoài. Chẳng lao đến bên nàng? Dạ chưa đâu. Chưa đâu. Đây còn đang suy nghĩ đó. Suy nghĩ gì nữa? Vì lúc đấy chia tay rồi. Phải suy nghĩ chưa suy nghĩ gì đến việc yêu đương hay quay lại gì cả. Nhưng mà mình cũng quan tâm chứ. Tức là sau cái thời gian đấy xem thế nào chứ. Tức là mình em không nói chuyện đâu nhưng thỉnh thoảng vẫn xem Facebook xem là có cập nhật gì mới không. Sau thì cũng hỏi han, cũng phải mất tầm tháng hơn tháng thì mới chịu quay lại. Thế là hai người này là quen nhau 2 năm mà cũng đã tính ra là cũng phải dừng lại phải nửa năm nhở? Đúng rồi. Nhưng mà liên lạc bằng cách nào? Có nghĩa là em tới nhà của bạn này hay là em gọi điện thoại? Gọi điện, nhắn tin là chủ yếu. Còn tại vì là lúc đấy là vợ em cũng đang thuê ở chung với cả các bạn nữa. Vẫn phải qua quan tâm tới một tháng mấy mới chấp nhận quay lại đúng không? Đó. Thế lúc chia tay hỏi thật này có ai block ai không? Vợ em thì hủy kết bạn với em. Hủy kết bạn? Cái trò Facebook của thế anh ạ. Hủy kết bạn luôn. Nói chung em thì không, em vẫn để đấy. Bởi vì là nó chia tay là em nghĩ là tạch luôn rồi, tức là đường ai lại đi rồi. Mình cũng tự ái quá. Đúng rồi. Sau khi quay lại thì ai ép ai trước? Hay em, nha. Em cũng ép em chứ. Tự đi tự về anh. Quay lại là 2 năm sau mới kết hôn? Không, quay lại là cứ không liền luôn. Phải được khoảng nửa năm tháng. Phải được 5 tháng. 5 tháng đó. Mà nó nghe nè, cái lúc tỏ tình đó có lãng mạn không? Không lãng mạn. Không luôn. Không lãng mạn vậy là phải có lãng xẹt. Đúng rồi. Cầu hôn lãng xẹt lắm. Đâu kể đi. Như nào nào? Cầu hôn sao? Hôm đó là thanh niên này qua ăn phòng em. Khi đó là tụi em chuẩn bị đi chơi hay sao ấy. Xong thì em đang ngồi đánh son đánh phấn gì đấy. Cái tay em thấy vòng cái nhẫn qua trước mặt ấy, ngồi phía sau vòng ra trước mặt. Khi đó em mới ngạc nhiên. Khi đó là cũng đã tính để cưới rồi mới cầu hôn ấy. Rồi em quay lại thì ông đeo vào mà chỉ biết không, nhẫn rộng không có vừa ngõ nào hết á. Trời đất ơi, lái xe vừa với cái nhẫn rồi hả? Ủa sao vậy Dũng? Chưa có kinh nghiệm anh ạ. Ông đợi có kinh nghiệm là mới cầu hôn. Ý là tặng quà, tặng nhẫn ấy mà. Chưa tặng thì phải tặng trước mẫu đi. Để lấy size trước đã. Đó. Nhưng mà anh hỏi nè, cái cảm giác của em á
Cái lúc mà em đeo nhẫn nào có ngón nào nó vừa với chiếc nhẫn á, lúc là sao? Cũng ngại, nhưng mà ngại hơn là cái lúc mà cầm được cái nhẫn sang cái nơi nó còn áp lực hơn. Lúc đầu là cũng ra là hỏi nhân viên để tư vấn rồi, là người ta cũng đã tư vấn cho cái nhẫn nhỏ nhất rồi. Nhỏ nhất rồi mà vẫn không vừa. Vẫn không vừa. Nó bị rộng rồi sao? Vẫn bị rộng mà. Ôi. Đây là nhỏ quá. Phải đi chỉnh mất 2 lần mới vừa. Tại sao không nhẫn mà đi theo lấy ni luôn đi? Tại lúc đó cũng đã quen thân mật lắm rồi. Chắc tao bất ngờ, nhưng mà ngờ hơi lắm xe. Thế kết hôn xong rồi thì hai người có cảm thấy vỡ mộng về hôn nhân không? Hay là cảm thấy nó đúng như những gì mình mong ước? Dạ, nó cũng được khoảng cỡ 70%. Em nói là 70% là em hài lòng rồi đúng không? Dạ. 70% là cao rồi đấy anh. Đó. Kết hôn xong thì em cũng thấy bình thường, bởi vì khi yêu ấy cũng lâu mới gặp nhau mà kết hôn xong thì... ít gặp nhau. Đó, kết hôn xong thì ông này cũng một tuần trực, tuần không trực mới được về ấy. Thế lại là mấy cái chuyện mà đi chơi với đi chơi bởi bạn bè của em thì cũng không có quán nên là thoải mái lắm. Nên là em thấy giống như hồi yêu không? Thế em thấy chồng có tật xấu nào không? Có chứ chị. Nhiều không? Kể đi. Có chơi game. Cái mức độ chơi game của anh nó như thế nào? Sao ta? Có anh chồng đó không? Là ảnh về đó là anh chỉ cắm mặt vào điện thoại thôi, không quan tâm tới vợ luôn. Hay là thỉnh thoảng mới chơi? Về thì vẫn chơi nhưng mà vừa nói cái thì tắt thế thôi. Chứ không phải là kiểu mà về cứ cắm đầu chơi đâu. Vẫn biết nghe. Đúng rồi. Mê game nhưng mà vẫn hợp nghe tác lời với vợ. Hợp tác, dạ. Hợp tác. Chơi game là xin phép đàng hoàng. Xin phép vợ chơi game. Nhưng rồi mà chơi game. Em không thích chồng chơi game đúng không? Chơi giải trí thì được nhưng mà chơi nhiều thì em không có thích. Nghiện game thì không nên. Yeah. Đúng rồi. Lâu lâu chơi nếu mà để giải trí thì ok. Nếu như mà chúng ta không nhắc là có thể chơi hoài. Dạ đúng rồi. Đó. Như vậy là xấu. Cả ngày chơi không được chứ. Ôi như vậy là thật xấu rồi. Bạn phải chủ động, bạn phải ý thức được cái việc gọi là cái thời gian mà ở bên vợ nó rất là quý giá. Đúng. Đó là thật xấu đó. Còn gì nữa nào? Hơi lười làm việc nhà đó. À lười làm việc nhà. Phải nói là sẽ làm nhưng mà còn không nói là thế anh nằm nhá, anh ngồi nhá, anh chơi game nha gì đó. Và tiếp tục có lãng mạn không? Hơi khô khan. À chưa được lãng mạn lắm. Đúng rồi. Thiếu lãng mạn. Dạ đúng rồi. Thiếu tinh tế một tí. Thiếu tinh tế. Thế nào như nào là thiếu tinh tế? Nhiều khi không để ý mấy cái mà vợ không thích hay là gì lắm đâu. Sinh nhật vợ có nhớ không? Phải nói nhỉ. Nhớ chứ. Tại vì là cái ngày mà vợ bảo với cả ngày trong căn cước công dân nó khác nhau cho nên phải hỏi lại, sợ nhầm. Sợ nhầm. Thôi thế là cũng cẩn thận rồi. Thế em có muốn chồng thay đổi điều gì không? Ít chơi game là ai? Ít chơi game. Chủ động làm việc nhà hay gì chủ đó. Chủ động làm việc nhà. Đúng rồi. Quan tâm vợ. Quan tâm vợ hơn. Đúng rồi. Rồi. Nhiều hợp lý. Đó là những cái mong muốn mà rất mình cho là rất hợp lý. Rồi tới em đó Dũng. Em khui tật xấu đi. Rồi em mong muốn thay đổi luôn. Từ khi mà lấy về đến giờ nên cũng không thấy cái thật xấu gì cả. Wow, lần đầu tiên thấy có một anh chồng như này. Với em là hoàn hảo đấy. Anh không tin. Anh không tin. Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo nào. Nói như thế nhưng mà thi thoảng là cũng hay quát chồng. Thấy chưa? Đó. Hoàn quát nhẹ nhàng thôi mà. Em giữ hay không thì em không biết nhưng mà cũng không cãi. Nói thì cũng nghi. Chồng ngoan không cãi. Anh khui tiếp đi, em nghĩ vẫn còn đấy. À, có ghen không? Ghen ạ. Em thì cũng không hiểu lắm nhưng mà cũng không thích chồng nói chuyện với người này người kia. Đương nhiên rồi. Nhưng mà em chuyện với con gái hay con trai? Cả gái cả trai. Tôi cả gái cả trai hơi quá nha. Thì thật ra thì em cũng thi thoảng anh có một số bạn mới để mục đích là cũng nhờ thứ nhất là cho đơn vị. Thì vô tình nói chuyện thì bạn bè xã giao thì thôi cũng không có gì cả. Nhưng vợ em không thích cái điều đấy. Cứ nghĩa là những cái lúc mà chồng về nhà mà gọi điện thoại hoặc là ai gọi điện thoại tới rồi mà trao đổi với nhau trong điện thoại là Lệ đều không thích hay sao? Dạ không, cái này là thi thoảng nhắn tin thôi, em cũng không có gọi điện. Còn với vợ thì em gọi điện nhưng hiếm khi nhắn tin. Nhắn tin cho ai vợ cũng không thích. Không. Cũng không phải. Ý là không thích em kết thêm bạn mới, kiểu thế. Thật ra là em không thích cái kiểu mà tại cái người là mình không biết tính tình như nào, rồi bản chất người ta như sao, mà nói chuyện kiểu mà cái gì cũng tâm sự được với nhau thì em thấy nó cứ không được bình thường ấy. Cũng trai chứ con gái đều không thích luôn. Đúng rồi, nên là cái kiểu mà tự nhiên đi nói chuyện với một người là mà mình không quen biết gì hết, không biết người ta như nào hết á. Tức là kiểu hơi tin người đúng không, hơi cả tin. Ủa? Đúng không? Dạ. Ủa là sao, với những người lạ không quen biết mà anh ấy vẫn tâm sự luôn hả? Cũng đâu có tâm sự gì vậy, vợ em này nghĩ hơi quá à? Bởi vì em thường mọi người là nhắn tin hay cái gì, tức là phải công việc hay là mình đã quen biết rồi, mình trao đổi cái gì đó rồi em mới nói chuyện. Chứ còn tự nhiên đùng đùng một người là không quen biết gì hết tới nhắn tin tới này nó có mục đích gì đó người ta mới nhắn cho mình nên là em không thích kiểu đó.
Vợ là muốn em cẩn thận hơn thôi và cũng không muốn là chồng gặp những rủi ro trong các mối quan hệ. Ngay cả mình luôn, chồng hoặc vợ mình á, vâng, mà bây giờ mà có những cái cuộc gọi điện thoại lạ. Đúng rồi, mình cũng không thích mà. Giống như anh đi, tại vì do tính chất công việc của anh, tất cả những số điện thoại lạ là anh chặn hết. Chỉ có trong danh bạ anh mới nghe. Nhưng mà thật ra nếu như mà vợ anh mà tự nhiên mà có một số điện thoại lạ mà gọi đến, mà chỉ cần nói chuyện mà tới con thứ ba thôi, là mình cũng đã phải muốn tham gia vào cái cuộc gọi. Cuộc nói chuyện đó. Tại vì không ai biết gì đâu. Các bạn phải xác định nha. Ví dụ như với bạn bè, với đồng đội, với đồng nghiệp, với những người thân của mình, nói chuyện bao lâu cũng được trên đó. Mà cái người kia mà đã khó chịu với mình là người kia không ổn. Với những người lạ mà mình bỏ thời gian ra mà mình nói chuyện, mình chia sẻ để có quyền có những phản ứng, đó là chuyện đương nhiên. Dũng có thể nói một đôi lời để cho vợ mình yên tâm hơn về bản thân mình đi, để cho Lệ có thể kiểu như không lo lắng nữa khi mà thấy chồng có những cái mối quan hệ mà vợ cảm thấy không yên tâm. Khi mà vợ nói thì em cũng đã tiết chế lại rồi. Thế Dũng có muốn vợ thay đổi điều gì, hoặc là muốn có những cái góp ý, những cái chia sẻ gì với vợ không? Để thẳng ngày càng lên, hiểu nhau hơn. Nhìn vợ, nhìn vào mắt vợ, đứng lên cầm tay nhau nói nào. Thời gian tới thì anh sẽ cố gắng hơn. Cố gắng hơn, những cái điều mà chưa làm được thì sẽ cố gắng để khắc phục, không phải để vợ phải suy nghĩ nhiều nữa. Ôm nhau một cái nào. Nãy chắc hai vợ chồng cũng đã nói được rất là nhiều điều trong lòng mình đúng không? Đúng mà có khi là cũng chưa được nói thẳng ra với nhau đâu. Đúng. Yêu nhau nhiều hơn và hạnh phúc bền lâu nhé. Thì anh xin chúc cho hai vợ chồng đó như những gì mà Vân vừa chúc. Thấu hiểu để yêu thương nhau nhiều hơn. Hai Dũng. Rồi xin cảm ơn Dũng. Cảm ơn hai em. Coi là cách thể hiện của anh như thế nào á, thì anh giới thiệu giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Anh tên Trần Định. Sinh năm 1974. Rồi nghề nghiệp của mình là gì nè? Anh kinh doanh sản xuất cửa sắt nhôm inox. Rồi hiện tại là anh đang ở đâu? Hiện tại anh đang ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi bây giờ anh nói sơ giùm em về cái điểm mạnh, điểm yếu, tính cách của mình đi. Điểm mạnh thì cái gì? Điểm mạnh thì làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm. Rồi gì nữa nè? Nói chung là ở nhà mà mấy chuyện lặt vặt rồi điện nước rồi những cái gì ở trong nhà là đều sửa được hết. Những điều trong nhà sửa hết. Còn cái tật xấu mình là gì nè? Tật xấu thì chỉ có xấu là gì ta, hay tin người quá, bị người ta lừa. Lừa gì anh? Lừa tình, lừa tiền hay lừa gì anh? Lừa tiền. Mà cái anh bị lừa tiền là lừa như thế nào, bao nhiêu số con số? Nói chung là con số thì nói chung là có nhiều có ít có, nói chung là do mình thấy người ta tội á, thành ra mình giúp đỡ vậy thôi. Giúp đỡ mà anh lúc cái đợt cao nhất là anh bị lừa hết nhiêu? Em nhất là cũng hai mấy triệu. Hai mấy triệu hả? Dạ. Rồi ok. Vậy thì về tình trường đi, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh có gia đình rồi, ly hôn rồi. Ly hôn cách đây 4 năm. Đã kết hôn năm bao nhiêu anh? Anh kết hôn năm 2000. Năm 2000 rồi. Ly hôn được 4 năm, anh có cháu được chưa? Có hai cháu, một cháu trai đầu thì đại học năm thứ 3, học ở đại học Nha Trang. Là hiện tại hai cháu trai này đang ở với anh hả? Ở với anh học đại học Nha Trang, lâu lâu có về nhà. Còn đứa con gái thì học lớp 10. Tức là ở với khi anh chia tay với vợ là anh để cái nhà với
cho vợ con ở. Rồi anh nói giùm em cái lý do ly dị của anh là gì đi, anh quen quả như thế nào và lý do tại sao hai vợ chồng mình chia tay? Thì cũng có người thứ ba xin vô. Là anh có hay là vợ anh có? Vợ anh có. Ừ. Rồi sao anh phát hiện được nè? Anh tự chủ động nói chuyện giúp em với, tự chủ động kể với. Rồi rồi ok. Thì nói chung dạ. Là anh cũng không biết, nhưng mà do vợ của người thứ ba tới nhà đánh ghen, thành ra anh mới biết. Anh mới biết và nhiều lần anh khuyên nhủ mà cũng không được. Rồi rốt cuộc coi như là tự vợ đưa đơn ra tòa chia tay luôn. Rồi ok, bây giờ anh tới mong muốn tới chương trình đó thì anh mong muốn người phụ nữ tiếp theo anh là như thế nào nè, tính cách đi. Tính cách thì sạch sẽ, sạch sẽ, dịu dàng. Nói chung là nữ tính á, nhưng mà đừng có kêu là gì, đừng có nhõng nhẽo quá. Đúng. Phụ nữ thì ai cũng nhõng nhẽo hết á, nhưng mà vừa thôi, đừng có nhõng nhẽo quá. Ừ. Rồi ngoại hình à, anh cao một mét bao nhiêu? Anh cao 1m75, nặng 75kg. Rồi bây giờ ví dụ như phụ nữ đi thì anh mong muốn là người ấy ở đâu, quê ở đâu nè? Nói chung là Khánh Hòa thì càng tốt, còn không ở ở xe cũng được. Nói chung là xung quanh thành miền Nam được không anh? Miền Nam cũng được. Rồi ok. Rồi tuổi tác nha, anh cho em con số nhất định là tuổi tác đi. Tuổi tác là từ 30 cho đến 45 đi. Ủa ví dụ bằng tuổi anh hoặc là nhỏ hơn anh 2 tuổi được không? Được. À nhỏ hơn 1, 2 tuổi hoặc là bằng đúng không? Rồi hoặc bằng. Rồi hôn nhân là cô ấy đã có con và ly hôn cũng được đúng không? Ok đúng rồi, nó cùng cảnh ngộ nó dễ thông cảm cho nhau hơn. Dạ rồi ok, đây là một buổi casting bỗng em. Rồi xin mời anh, bây giờ đầu tiên mình sẽ chia sẻ về họ tên, là công việc, tuổi tác, quê quán của mình trước nha. À, thì mình là Trần Văn Toàn, công việc của mình là kỹ sư xây dựng, quê quán của mình là ở Quảng Nam, mà hiện tại là mình đang sống với làm việc ở Bình Phước. À rồi, mình sinh năm bao nhiêu Toàn? Mình sinh năm 1992 ạ. Ừ. Rồi em nói một chút điểm, có nghĩa là bây giờ ba mẹ vẫn ở ngoài Quảng Nam đúng không? Dạ đúng rồi, ba mẹ ở Quảng Nam. Em chỉ vào đây em công tác thôi đúng không? Do là kỹ sư xây dựng đi theo công trình ha. Dạ đúng rồi. Rồi ok, em nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của em nè. Thì điểm mạnh của em là không hút thuốc. Đó là chịu nhịn được, tức là ví dụ lúc nóng giận thì mình cũng không có nói gì nhiều. Còn điểm yếu thì nhiều lúc còn rụt rè nhút nhát. Còn cái đường tình duyên của mình là trải qua 3 mối tình rồi. Thì cái mối tình đầu tiên á, thì từ cái thời mà học cấp 3 rồi và một mối tình ở lúc học đại học và một mối tình gần đây là Rồi mình nói cái lý do luôn đi em, mình nói đi. Thì sao lý do chia tay thì sau một thời gian tìm hiểu thì người con gái thì nói không hợp, thì lúc đó thì cái gia đình nó cũng có xuống nhà chơi một lần rồi, nhưng mà không biết vì sao thì về thì hai đứa có cãi nhau, sau đó là chia tay thì cứ bảo là không hợp. Rồi bây giờ thì lý do làm sao bây giờ, nếu mình tìm bạn gái thì mình tìm một cái người như thế nào, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán? Tại công việc em đi nhiều nơi đúng không, thì cái người đó giờ ở đâu được nữa? Thì mình hay cần, nếu mà tìm người ở gần quê ở miền Trung thì nó tiện hơn.
thì cái công việc của mình đi thì hiện tại mình chưa có gia đình thì mình có thể là đi đi xa được, nhưng mà khi có gia đình thì mình sẽ cố gắng làm ở gần nhà. Ừ, là ở đâu em? Em thích cái người ngoại À, hình bây sao giờ đây? Em cao bao nhiêu? ngoại hình thì dễ nhìn, cao Ừ. khoảng một một mét 55, Em cao bao nhiêu? Em á. em là một mét 65. Ừ. Rồi quê cô đó em thích người ở đâu? Dạ, thích ưu tiên người ở Quảng Nam rồi. Nó tiền với lại À. nó cũng dễ hơn. Rồi bây giờ em Hoặc đi thì là này là em 1 tháng em ở nhà được mấy ngày? em đi công trình là và em đi theo công trình này nó cũng lâu dài, nhưng mà có một mỗi tháng thì có thể về quê thăm quê một lần. Nhưng mà khi mà nếu mà quen có gia đình mà xác định rồi á thì em sẽ về làm ở gần luôn. Rồi. Thôi ok em, nếu được chọn thì chắc là em cũng tới thành phố Hồ Chí Minh là em quay hình được đúng không? Dạ đúng rồi, ở dưới này Rồi. em đi Ừ, chắc tới là được. ờ, nếu mà được còn thì tuổi giờ chương tác trình nữa. Anh ấy cần tuổi tác như thế nào cho con số nhất định luôn? tuổi thì tuổi tác thì cũng từ cái mình sinh cũng lớn tuổi rồi nên là mình như thế nào cũng được, nhưng mà đừng có lớn quá, ví dụ như là lớn hơn mình 1-2 tuổi hoặc là nhỏ hơn mình. Lớn lớn tuổi quá thì Ok, rồi cảm ơn bạn nha. À, nếu mà được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một người biên đồng vị với bạn sâu hơn ha. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều. rồi để coi là cách mình nói chuyện như thế nào á. Dạ rồi, bây giờ chị giới thiệu sơ giùm em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ rồi, em là Nguyễn Anh Thư, em ở Lê Hưng, Bầu Bàng. Năm nay em 36 tuổi, nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non. Lê Hưng Bầu Bàng hả chị? Dạ đúng rồi chị. Rồi. Anh Thư đúng không? Rồi Thư ơi nói tiếp về điểm mạnh, điểm yếu của em giùm chị nha. À, điểm mạnh của em trong cuộc sống hay là trong công việc hả chị? Trời ơi, tổng hợp luôn, nói tới chiều cũng được nữa, càng nhiều càng tốt em ơi. Dạ rồi, điểm mạnh của em là em có thể giống như dạng là em sẽ giải quyết những cái vấn đề mà người ta gặp phải ở cái tâm lý á chị. Ví dụ như mình gặp một cái vấn đề nào khó khăn trong cái cuộc sống đi thì em thường là em sẽ thấy những cái bạn bè xung quanh cũng như là đồng nghiệp á, họ sẽ liên kết với em để mà đưa ra được một cái hướng giải quyết tốt nhất, thì em nghĩ đó là điểm mạnh của em á. Rồi ok, còn gì nữa về chuyện bếp núc, nữ công gia chánh rồi thì sao? À, dạ nói chung là nữ công gia chánh thì em không giỏi nhưng mà cái gì em cũng biết, ví dụ nấu ăn thiêu thùa hay là nhà cửa dọn dẹp em đều biết hết, nhưng mà do là cái đặc thù của cái công việc của em á, thì nhiều khi là mình không thể nào mình chu toàn hết được, nhưng mà những cái đó là em biết hết. Rồi, điểm yếu là cái gì nè? À, điểm yếu của em hả? Điểm yếu của em là do là mình tự lập quá đó chị, nên đôi khi là mình không có dịu dàng, hay là mình không có cần một cái bờ vai dựa, đó là dạng như vậy á. Có nghĩa là nào cái vấn đề xung quanh em từ công việc cho tới em kinh doanh bên ngoài cũng vậy, em tự lập nào giờ, nên là nhiều khi mình không thể nào mà mình giống như là cái tôi của mình nó quá lớn á chị, dạng là như vậy á. Rồi, đường tình duyên thì sao ha Thư? Em ly hôn cách đây là 11 năm. Dạ và em không về chị. À, em không về. Con trai là 12 tuổi chị. Dạ. Ồ. Rồi sao vậy, em chia sẻ về cái hôn nhân đó giùm chị đi. À, cái cuộc hôn nhân đó là nó bắt đầu từ cái sự bồng bột cái thời mà sinh viên á chị. Do tại cái thời điểm đó là mình cảm thấy như là cái tình yêu đó nó lớn dữ lắm. Nhưng mà sau khi mà mình về mình sống chung cái cuộc sống hôn nhân thì mình giống như là nó thay đổi hoàn toàn. Nó thay đổi hoàn toàn nên đâm ra là mình bị khớp á. Nên là cuộc hôn nhân của em kéo dài là hơn một năm. Là em ly hôn, tới bây giờ là em chưa đi thêm một bước nào nữa hết. Lý do làm sao lâu vậy mà không có tìm hiểu ai hết hả?
Nói chung là có chị, nhưng mà em thương con em quá đó. Có nghĩa là cái bạn đó bạn sống với em nào giờ, nên là em sợ nếu như mà em đi thêm một bước nữa thì cái bạn con trai em sẽ khổ. Đó, lúc nào trong cái quan điểm trong đầu em là mình sẽ cố gắng trong công việc cũng như là em có kinh doanh bên ngoài nữa chị. Nên là mình cứ cố gắng làm sao để mà mình có được một cái cuộc sống nó trọn vẹn nhất cho hai mẹ con thôi. Chứ mình em chưa nghĩ tới vấn đề là mình sẽ kết hôn. Còn cái chuyện mà tìm hiểu của chị thì nói chung là em cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà thường là người ta thích kết hôn chị, người ta thích đi tới một cái cuộc sống hôn nhân, nhưng mà quan điểm của em là em muốn kết hôn, nên là tới bây giờ vẫn 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 chưa là vậy đó. Rồi vậy bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Mô tả là thử coi có khó lắm không? Không khó lắm đâu chị, chỉ cần một người bình thường thôi, cũng không phải là cao to đẹp trai gì lắm, nhưng mà chỉ cần là hiểu là được. Có nghĩa là mình nhiều khi em thấy lên chương trình nó chị, chỉ cần cái ánh nhìn đầu tiên mình tiếp xúc với cái người đó, mình cảm thấy như cái người này họ họ sẽ hợp với mình đó, mình sẽ có cái cơ hội để mình mở lòng là hợp thôi. Chứ đối với em thì về cái đối tượng mình đặt ra trong cái vấn đề đó là không có. Ví dụ em thấy hợp thì em tiến tới, còn không thì thôi, mình làm bạn bình thường không sao hết. Theo em là như vậy. Rồi ngoại hình đi, mình mô tả cụ thể đi. Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó. Do là em ở Bình Dương nên thí dụ như cái bạn đó bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Bình Dương thì nó sẽ phù hợp hơn với em á chị. Nhiều khi là xa quá đó, rồi cái việc mà mình tìm hiểu nó cũng khó lắm. Còn thí dụ như ngoại hình thì chỉ cần nhìn dễ nhìn là được rồi chị, không 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 cần quá chú trọng về vấn đề ngoại hình đâu, chỉ cần mình nói chuyện hợp nhau rồi nhìn dễ nhìn là được rồi. Rồi ly dị được không em? Có con được không? Dạ được chị, nói chung là mảnh ghép mà đâu nó mình không có thể nào mà mình tìm một người đàn ông mà họ chỉnh chu ý mình được, nên là thí dụ như có gia đình có ly hôn nhưng mà mình cảm thấy như là mình muốn tìm hiểu một đối tượng khác thì ok, không sao hết, không có trở ngại gì hết chị. Thôi khó khăn là cái chỗ nơi ở nè. Dạ tại vì chị biết không, cái là em sống với lại và mẹ em với lại con trai em là nào giờ là gia đình em chỉ có như vậy thôi. Thì thí dụ như bạn đó mà cái đối tượng đó mà phải mà gặp một cái duyên đi, muốn đi xa hơn với em thì hai đứa phải 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 tính toán rất là kỹ về cái vấn đề mà ở một chỗ nào đó để phù hợp cho gia đình của bên đàn trai cũng như là phù hợp với điều kiện hoàn cảnh bên em nữa, nên chắc nó hơi khó hả chị. Thì em phải chọn một trong hai thôi. Bây giờ lấy chồng theo chồng hay là em muốn chồng theo em, mà chồng theo em thì công việc này nọ thì có thể hỗ trợ nhau được không? Rồi cái đó nó cũng hơi khó đó chị ha. Đúng rồi, tại vì càng càng lớn thì cái nói chung càng lớn thì cái sự nghiệp hay là mọi thứ của mình nó sẽ dần ổn định hơn, cho nên để đi đâu nó khó khăn lắm. Nhưng mình phải biết đặt cái mục tiêu quan trọng hơn, ví dụ mục đích em lấy ông chồng ngon chỉ ví dụ vậy đi, thì mình sắp xếp để mà người ta để về như thế nào, hiểu ý không? Chứ không thể nào. Còn ngược lại vẫn có những người theo em được, nhưng mà dĩ nhiên nó bù lại như chị nói vậy đó, người ta bỏ cái công việc người ta về với em thì người ta như thế nào đó ha. Mình chỉ nói cái này để suy nghĩ thêm, để nếu mà chương trình liên hệ thì mình cố gắng để mình suy nghĩ vấn đề đó cho nó thông thoáng ra, để mình có thêm nhiều cái cơ hội nha Thư nha. Dạ. Dạ đó. Ok em, nếu mà ghi